Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị Phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ giả thiên Của tác giả Ngô Biển Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like Đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc Cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị Sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị Cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ sau khi nghe lão giả kia nói, thì Diệp Phàm chợt giật mình. Một lão giả vực ngoại cưỡi thanh ngưu, còn có tất cả màu đi từng đi qua hóa tiên trì. Tin tức này khiến Diệp Phàm chấn động tâm thần, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đến từ vực ngoại, đến từ một chỗ khác của tinh không, đối với hắn xúc động rất lớn. Diệp Phàm một mực muốn về địa cầu, về đến quê hương, mà hai người này có thể vượt qua tinh không, khiến hắn một mực hướng tới. Lão ca, người biết rất nhiều có thể nói kỹ càng một chút không hắn khiêm tốn thỉnh giáo thật sự rất khó tưởng tượng bệnh đạo nhân này là người như thế nào chẳng lẽ lão từng nhìn thấy hai người kia ư diệp phàm không khỏi đánh giá cẩn thận lão nhân này đầu tóc thừa thớt không quá năm mươi tuổi thoạt nhìn bệnh ốm yếu nhưng chân chính là người thế nào thì rất khó nói ta nhìn thấy trong một quyển chép tay của người xưa hiểu biết có hạn bệnh lão nhân từ từ nói với diệp phàm tuy nhiên lạ vẫn nói tỉ mỉ một chút kiến thức diệp phàm có hiểu biết thêm gần một bước từ thanh đế đến thái tộc bắt đầu khiến cho người rất khó bình tĩnh lại bởi vì trong đó đề cập đến một ít bí tân hóa tiên trì lai lịch thần dị ai cũng không nói rõ được từ xưa đến giờ đều chưa từng xảy ra có tiền trần chìm trong đó khiến người ta kinh ngạc rung động lại không thể chiếm được nó trước thời thái cổ có lẽ đã phát sinh đại chiến kinh thế có khả năng là từng sinh ra thần linh. Đế bình vô thượng đều bị đánh nứt cả ra, rời trong hóa tiên trì đấy. Vô thủy đại đế ở trong tiên trì, tìm được hỗn độn thạch, luyện hóa tiên vật ẩn bên trong, thành tựu vô thủy đại đế chung. Tiếng chuồng vàng lên, muôn đời đều động, uy lực tuyệt luôn. Thanh đế vốn là một cây thành liền sinh ra ở đây, cắm rễ trên miếng đồng xanh, chiếm được một chỗ tốt thật lớn. Tuy nhiên trước khi hóa hình, miếng đồng xanh mất đi, rời hắn mà biến mất. Yêu đế tại bà trác tuyệt, cuối cùng cũng không mượn vào vật bên ngoài chứng đạo thành đế sau thời đại thái cổ, trở thành một trong những người cường đại nhất cổ kim tương lai. Thái Tổng cũng từng có người đại cử duyên tiến vào hóa tiên trị. Ba vạn năm trước đây, có người dùng bí chữ binh lấy ra một miếng đồng xanh bởi vì tu luyện bí chữ binh mà chiếm được chỗ tốt lớn lao. Khi nghe đến đó, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân căn bản thành đế tiêu diệt thái tộc sao? một đoạn nghi án lịch sử từ đó trồi lên mặt nước. Nhưng bệnh lão nhân lắc đầu nói, đại đế cổ đều có đại khí phách, sẽ không bởi vậy mà tiêu diệt một tộc, là có nguyên nhân khác. Diệp Phàm khó hiểu hỏi, còn có thể có nguyên nhân khác ư? Ừ. Hết thảy đều bởi vì tổ tiên thái tộc mà ra. Thái tộc nắm giữ bí chữ binh, đây là bí thuật cao nhất của đạo giáo, tới từ Đông Hoàng, mà trên thực tế có người đã từng điều tra, tổ tiên bọn họ từ Đông Hoàng vượt qua, Gia tộc này rất bất thường, mỗi qua một hai phản năm đều sẽ phát sinh ra một ít việc quỷ dị, nguy hại thế nhân, vì thế Thành Đế đã ra tay. Thái tộc có sự bất thường ư, Diệp Phạm nghe được lời này càng cảm thấy kinh dị, thấy được trong đó nhất định có rất nhiều bí ẩn. Bảy vạn năm trước đây, tổ tiên bọn họ khi tuổi già từ Đông Hoang đi tới Trung Châu, thẳng đến Tần Lĩnh muốn chôn ở nơi đặc thù này. Bệnh đạo nhân chậm rãi nói, tần lĩnh phạm vi trăm vạn dặm rộng lớn khôn cùng nhưng là tương đối với trùng trầu bình mộng mà nói đây chỉ là một góc của khu vực tây bộ từ xưa đến nay tần lĩnh đã có vô tận truyền thuyết trong lòng đất nhiều lăng bộ cổ xưa ban đêm thường có lão thi đi ra khỏi mộ cổ phun ra nút vào ánh trăng đây là truyền thuyết lưu lại rộng nhất trên thực tế cũng quả là như thế từ xưa đến nay cũng có không biết bao nhiêu hoàng chủ thần tăng táng địa ở nơi này mọi người sớm thành thói quen tương truyền tăng thân ở nơi này sau này có thể sẽ tu thành thì giải tiên cũng không biết là loại sách cổ nào ghi lại được một số nhân vật vô thượng tán thành mới có hành động của đời sau tổ tiên của thái tộc lúc tuổi già từ đông hoang thẳng đến tần lĩnh nguyên bản cũng không có gì nhưng sau khi chọn long huyệt an bài hậu sự đã kinh động rất nhiều người trong những ngày đó khắp tần lĩnh ngày đêm đều có tiền khóc có lòng khí thăng thiên cảnh tượng cực kỳ kinh hãi Tuy nhiên lại cũng không duy trì bao lâu liền biến mất, lại khôi phục bình thường, bởi vì tổ tiên của Thái tộc là một kỳ nhân, có thể tìm ra long mạch, có thể ổn định tiền táng huyệt. Tộc này thật bất thường, bệnh lão nhận nói. Sau đó không lâu, người của Thái tộc đông hoang cử tộc gì rời đi. Tổ tiên bọn họ còn có một hơi cuối cùng nhưng lại không có ai dám tới gần. Hắn rõ ràng đã không có mệnh nguyên nhưng lại rất khó chết, thường xuyên ra vào tần lĩnh, nửa đêm đi về. Ở thời điểm đó, thái tộc gặp phải rất nhiều sự vật quỷ dị. Mà vào thời kỳ đó, một vương giả đại thành của Trung Châu tới chơi đã xảy ra một chuyện khiến người ta kinh sợ. Hắn không ngờ lại bị tổ tiên thái tộc bóp chết. Một vị vương giả đại thành sống sắp được 4.000 tuổi rồi, thế gian vô địch lại bị một người sinh mệnh khô héo, tù vì không quá cường đại, chỉ hiểu tìm long huyệt bóp chết. Đây quả thật giống như chuyện thần thoại, hoàng đường. Bệnh lao nhân lắc đầu. Diệp Phạm cũng ngây dại, hắn thấy rợn cả người bởi vì cảm thấy được giống như đã từng quen biết, cực giống với một loại truyền thuyết có liên hệ rất lớn đối với hắn. Lúc tuổi già của hắn, trong thời gian cuối cùng, nơi ở cả ngày trời đất ẩm u, lốc xoáy màu đỏ bốc lên, quỷ dị mà đáng sợ, có tiếng rống không rõ. Tổ tiên của thái tộc chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng chống đỡ chừng hơn nửa năm, xảy ra các loại chuyện quái dị khiếp người. Ngay cả con cháu gia tộc bọn họ đều có mấy người bị hủ chết. Cuối cùng, nơi hắn ở không người nào dám tới gần. Suốt cuộc hắn biến mất vào một ban đêm để làm một phong thư chỉ viết một câu. Nếu hắn không thể thì giải thì con cháu đều có đại họa. Người của thái tộc tiến vào tận lĩnh tìm bách chục năm cũng không thấy huyệt táng của hắn. Bọn họ chỉ biết lão tổ lúc tuổi già vô cùng quỷ dị. Tám ngàn năm sau vào một đêm mưa gió sớm chớp lão tổ của thái tộc bệnh lão nhân nói tiếp hắn có thể sống lâu như vậy ư? Diệp Pham giật mình hỏi hắn đã sớm chết rồi. Trong màn mưa màu đen, mọi người kinh hồn thoáng nhìn thấy hắn, giống như đúc bức họa trong nhà. Duy nhất không giống chính là trên thân hắn có lông đỏ. Ra đầu Diệp Phàm có chút phát lạnh, càng ngày càng cảm thấy có liên quan cùng hắn. Đây chính là loại truyền thuyết kia. Hắn sớm không phải là người, kinh hồng thoáng nghiện, thế nhưng lại biến mất ở chỗ sâu trong tần lĩnh. Nhưng tai tộc lại trong một đêm chết đi một nửa số người. Người sống sót cũng thường phát sinh chuyện quỷ dị thường xuyên mất thần trí gây hại một vùng tần lĩnh sau đó lại qua một vạn năm lại xảy ra chuyện tương tự mà còn đáng sợ hơn bởi vì khi đó thái tộc rất cường đại rèo rắc tai họa tự nhiên sẽ rất lớn sau khi bình tĩnh lại bọn họ mời kỳ nhân các nơi ở trung châu tây mạc nam lĩnh đồng hoàng tới muốn làm rõ chân tướng lúc ấy một vị kim thần là hắn của tây mạc đích thần tới từng có lời nói rằng tổ tiên thái tộc tìm được lòng huyệt lớn nhất của tần lĩnh là tiên táng địa trừ khi hắn thị giải, bằng không khó có thể phải vợ. Một vị tầm long thiên sư của Trung Châu lúc ấy sợ hãi, nói tổ tiên thái tộc lúc tuổi già đã xảy ra bất thường, không thể không làm như thế, muốn dùng tiền huyệt tần lĩnh đối kháng với một thứ gì đó. Bất thường lúc tuổi già của nguyên thiên sư không ngờ đáng sợ như vậy, chạy trốn tới Trung Châu cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả con cháu cũng đều đáp vào. Diệp Phạm giống lượng phát lạnh. Hắn cũng học nguyên thiên thư, cũng từng cảm nhận loại quỷ dị này. Tương đài hơn phân nửa sẽ có một ngày như vậy. Không, tổ tiên của Thái Tộc chính là nguyên thiền sư đời thứ ba của Đông Hoang. Sau khi hắn rời xa, đem nguyên thiền thư chôn ở Đông Hoang, hai vạn năm sau bị người ta lấy được. Nguyên thiền sư đời thứ tư, đích thần đến trùng châu, ở tần lĩnh chỉ thở dài một tiếng liền rời đi. Diệp phàm trong lòng đại động, đây là một loại số mệnh sao? Nguyên thiền sư lúc tuổi già, vì sao lại như vậy? Đó rốt cuộc là cái gì tìm tới cửa? chạy Tết Trung Châu xa xôi đều không thể thoát. Đồng Hoàng tổng cộng có 5 vị nguyên thiền sư, lúc tuổi già đều không ngoại đệ, tất cả đều đã xảy ra chuyện đáng sợ. Nguyên thiền sư đời thứ 3 chạy Tết Trung Châu chính là tổ tiên của Thái Độc. Nguyên thiền sư đời thứ 4 hào hết tầm lực, tính kế mấy chục năm trốn vào trong vùng cấm cổ Thái Sơ, ẩn thân nơi vật cực tất phản. Địa hình đời đó cùng một con rồng tương liên là huyệt Trần Long kéo quan tài, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được kiếp nạn. Quyền tiền sự đời thứ năm tổ tiên của trương gia lúc tuổi già biến mất trong một đêm quỷ khóc thần kêu đem một đứa bé dọa cho ngây ngốc nghi là tiến vào nơi táng thân của vô thủy đại đế chính là tự sơn không thi giải thành tiên khó có thể phai mở mỗi cách một hai vạn năm thái tộc sẽ là phát sinh bất thường bất kể chạy trốn tới đâu cũng không có được trong này tình huống phức tạp một vạn năm trước đây có người lại nhìn thấy một sinh vật hình người lồng đỏ đi ra ngoài tận lĩnh Lúc ấy tần lĩnh trăm vạn dặm không biết chết bao nhiêu sinh linh. Tổ tiên của thái tộc đã chết 6 vạn năm, thi thể còn không bị hủy diệt, lại xuất hiện một lần nữa sao? Diệp Phạm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hơn nữa, ở trong một đêm khuya, kinh hồng thoáng hiện trong gia tộc, khiến cho thế gia cổ này dường như cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể chống lại bất tường. Một vạn năm thái tộc bị diệt, nguyên nhân thật phức tạp, thành đế từng tiến vào tần lĩnh tìm kiếm sinh vật hình người lồng đỏ kia nhưng không thấy tung tích bằng không nhất định sẽ tiêu trừ nói như vậy hắn còn sống trên đời diệp phàm sợ hãi rồi nói ngày nào chưa thi giải ngày đó chưa giải thoát tần lĩnh nhiều lăng mộ cổ lời cổ nhân không phải là không có đạo lý nơi này rất quỷ dị diệp phàm chợt động dung nguyên tiền sư sau khi chết cũng không được yên ổn vậy rốt cuộc đó là thứ gì ngay cả đại đế đều muốn ra tay trừ diệt Bệnh lão nhân lại nói, trên đời không có tiên, nếu muốn thi giải thành tiên, gần như không có khả năng. Tuy nhiên, hắn cũng chưa chắc không có thể trường tồn, chắc chắn rằng vạn năm trước bị chém. Chuyện gì xảy ra? Một vạn năm trước, thành đế trước khi chết làm rất nhiều chuyện lớn chấn động cổ kim, xâm nhập thần khư đoạt hoàng tháp, đi xa trung châu tìm động xanh. Cuối cùng, trước khi tỏa hóa, hắn lại càng là một ngón tay gạt bỏ thái tộc, với thần thông vô thượng của yêu đế, phát ra một chém đánh hướng tận lĩnh. Thành đế không biết sinh vật hình người lông đỏ ở phương nào, chỉ là thúc giục trong một đạo yêu đế sát niệm. Mặc dù hắn tọa hóa, ý niệm này không chém trúng địch nhân, cũng sẽ không phải mở. Hắn ở đâu phát ra sát niệm? Diệp Phạm cả kinh hỏi. Ngồi trên đồng hoang, một ý niệm tiền hạ động. Bệnh lão nhân lại nói. Cái gì? Diệp Phạm cả kinh run lên. Điều này không khỏi quá mức khó tin. Thành đế rốt cuộc cường đại tích loại trình độ nào chứ? Thành đế sâu không đường được, có thể duy nhất chứng đạo thành đế ở sau thời đại thái cổ, tự nhiên kinh diễm buồn đời. Sự cường đại của hắn không thể đo lường được. Bệnh lao nhân lại nói, đại đế cổ cùng đạo tường hợp, cùng một nhịp đập với thế giới, thật sự quá cường đại. Người thường không thể lý giải được. Cho dù có chết đi, cũng cần hơn vạn năm mới có thể đạo tiêu mạng tàn biến. Đồng thời hắn rất kinh dị. Bệnh đạo nhân rốt cuộc lai địch thế nào? Vì sao biết điều bí tân như vậy? ngay cả các đại thần triều chưa chắc đã biết rõ những điều này. Mập mạp đoạn đức chết tiệt. Đột nhiên Diệp Phàm kinh ngạc, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ra vào ở dãy núi phía trước. Không lâu sau, chỉ sợ sẽ càng nhiều người tới đây. Hóa tiên trì, tần tĩnh lòng huyệt. Hai đời này đều có thiên duyên không thể tưởng tượng. Bệnh Long Nhân lại nói. Diệp Phàm không nghĩ tới, sinh vật hình người lông đỏ trong lòng huyệt cũng có giá trị vô cùng rất có khả năng ẩn chứa một viên bất tử thần đan. Người của kỳ sĩ phủ cũng tới rồi. Sau đó không lâu, một số bóng người quen thuộc đập vào mắt, bao gồm Diệu Quang Thánh Tử, Giao Trị Thánh Nữ. Hơn hai năm không gặp, những người này đều có tiến bộ nhảy vọt. Vương Đặng cũng tới rồi. Ánh mắt chớp lóe, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hào quang sung thiên. Vương Đặng đứng phía trên, giống như tiền đế vượt qua ngang trời. Rồng ngâm phượng hót, bạch hổ khiếu thiên, huyện quy nâng biển, cực kỳ xác lạ. Bệnh lão nhân nói, không lâu trước đây có người nhìn thấy một số lão thi trong tần lĩnh xảy ra dị động. Thế nhưng phòng trường từ trong long huyệt sắp xuất hiện. Mỗi kỳ long huyệt dị động, hóa tiền trì nhất định sẽ xuất hiện. Đây là một lần thiên duyên gây nên trong phong vân trung châu. Có thể đoán được sắp tới tần lĩnh sẽ tụ tập cường giả khắp nơi. Cửu Lê Thần Triều chuẩn bị sung túc nhất. Vị Nguyệt Linh công chúa kia sớm đã đến hơn 2 năm rồi. Không riêng gì vì kiều bí, bản thân của nàng ta đến suốt quỷ nhập thần, khiến ai ai cũng phải kiêng sợ. Tần lĩnh có hai nơi được gọi là bảo địa, một là hóa tiên trì, một chỗ khác là thiên cổ lòng huyệt. Thế gian đồn đại rằng có thể chứng đạo ở nơi đây. Hóa tiên trì thì không cần phải nói, ngay cả thanh đế cũng được sinh ra trong đó. Nhân vật kinh diễm từ sự đến nay như vậy thì làm gì có mấy người? Điều này cũng đủ để chứng minh tất cả Tần lĩnh Long Huyệt có thể nói là Long Huyệt mạnh nhất Trung Châu cũng không sai biệt cho lắm. Nếu không thì làm gì có chuyện các hoàng chủ thời cổ ở tận xa như vậy mà vẫn được đưa tới mai táng tại đây. Nơi đây chính là bởi vì có truyền thuyết có thể thi giải thành tiên mới có xảy ra chuyện rất nhiều lăng bộ cổ xưa được xây trong lòng núi như thế này. Tất cả đều là do thiên cổ Long Huyệt dựng lên. Mọi người đều muốn được mai táng trong đó, hy vọng sớm có một ngày được trở thành thi tiên trường tồn cùng thế gian, đời đời bất hủ. Nguyên thiền sư đời thứ ba có nguyên thuật đoạt tạo hóa thiền địa. Tính ra tất cả mọi thứ thì tần đỉnh Long Huyệt mà từ xưa tới nay không có người tìm ra lại bị hắn tìm thấy được, còn mai táng chính mình trong đó. Nhiều năm như vậy đã qua, ước chừng bảy vạn năm, cho dù là một cây cỏ dại mọc ở bên trong thì cũng không linh tử lâu rồi, càng không cần nói đến một khối kỳ thì làm gì bệnh lão nhân phỏng đoán rằng khối di thể của nguyên thiên sư này đã trường kỳ đổ nạp ánh sáng ánh trăng phun nạp tần đỉnh tổ khí, được lòng huyệt tẩm bổ sớm trở thành một khối da thịt trường sinh bên trong có ẩn chứa tinh hoa có khả năng trục mệnh có quang còn ám ám có dương còn có âm có sinh còn có tử rõ ràng là một khối kỳ thi thời viễn cổ nhưng lại vô số sinh hòa nhật nguyệt và long huyệt thấm vào có chứa huyền bí về việc trường sinh sớm có đại hiền giả nghĩ đến trong cơ thể nguyên thiền sư đời thứ ba kết xuất thần đan cũng giống như trong thái âm lại bao bọc một chút dương có phù nạp tinh hoa nhật nguyệt ngừng kết ra một viên dương đan có thời gian bảy vạn năm tù luyện hiệu quả của đó đã vô cùng mạnh mẽ mãnh liệt một vài vị cổ hiền phòng đoán rằng một viên tiên đan trong người như vậy cũng rất dễ dàng bị cơ thể người hấp thu đây là một viên tiên dược vô cùng quý hiếm cũng không thể đánh giá hết giá trị làm mọc ra trên xương chỉ là chuyện nhỏ, tác dụng lớn hơn của nó chính là giao cho người ta cơ hội chứng đạo. Sau khi Diệp Phàm biết được tất cả chuyện này, không khỏi lưu lưỡi, sinh vật hình người lông đỏ này khiến cho hắn vừa nhìn đã thấy thiếu thiện cảm, không ngờ lại ẩn chứa tiên chân vô thượng như vậy. Tần lĩnh tiên cổ lòng huyệt, quả nhiên có thể so với hóa lòng trì, đều có những thứ quý hiếm, ít khi xuất thế, người đầu tiên đạt được nó thì sẽ có thể chứng đạo xem ra đều không phải là lời nói chơi. Hắn tìm đập thỉnh thịnh so với việc đi tìm hóa long trì thì không bằng nắm cái lăng mộ cổ xưa này vào trong tay. Hắn chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư trong phương diện này có ưu thế rất lớn. Nhất là Nguyên Thiên Sư đời thứ ba lại táng thân tại nơi này, nhất định sẽ tuần theo phương pháp quan sát địa thế trong Nguyên Thiên Thư. Nếu tìm kiếm kỹ càng tỉ mỉ, nhất định sẽ tìm thấy dấu vết để lại bệnh lão nhân nói trong tần lĩnh có một cái thiên cổ đại long, tất nhiên cũng có thần tùy cấp độ mộng huyễn. thứ này cũng không phải là ở hóa tiên trì mà chính là ở trong long huyệt. đây lại có thể nói là một tin tức kinh gửi thứ nhất. tiên cổ đại long sẽ sinh ra bảo tùy, thứ đồ vật này khẳng định là thần vật đỉnh cấp. nếu nó hóa thành sinh linh có thể so được với bất tử thần dược. thế gian vẫn có truyền thuyết khẳng định có thần tùy cấp mộng huyễn tồn tại, có được sinh mệnh của chính mình rất có thể là vô cùng cường đại, nhưng lại không có ai từng được nhìn thấy nó cả. Ta cảm thấy lần này nhất định tần lĩnh sẽ dẫn phát chấn động kinh hãi thế tục. Nó không chừng chỉ riêng long tùy cấp mộng huyễn đã đủ để cho ngũ đại vực sôi trào rồi. Diệp Phạm tự nói với mình. Bệnh lão nhân lắc lắc đầu nói, cũng không chỉ như vậy thôi đâu, chỉ e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù long tùy cấp mộng huyễn có hóa thành một thánh linh thì cũng không có gì là lạ cả. Viên cổ Thanh Linh có thể tranh phong cùng Đại Đế sao? Diệp Phạm vô cùng kinh ngạc. Nếu thực sự như vậy, lần này cho dù có bao nhiêu người đến cũng đều phải chết. Lý Hắc Thủy cũng đến đây. phía xa xa Diệp Phạm gặp được Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Ngô Trung Tiền, mà thực lực hiện tại của bọn họ lại tăng lên một mảng lớn. Một lần trước Lý Hắc Thủy bị người ta làm cho nhục nhã, mặc dù sau đó Diệp Phạm đã báo thù rồi giết sạch những tên này, nhưng hắn vẫn là bị kích thích như cũ, hơn hai năm nay luôn điều mạng khổ tu. Diệp Phạm đưa hết các tấm ván quan tài đã bằng gỗ của ngộ đạo cổ trả thù cho bảng bác, chỉ tặng một tấm này cho Lý Hắc Thủy, quả nhiên là phát huy công dụng rất lớn. Bên trong tận lĩnh có vô số ngọn núi lớn nguy nga, cổ thụ rậm rạp, bao là bát ngát, rất nhiều cổ mộc đều cao như núi, vô cùng xùm xuề. Đây là một cảnh cổ địa tràn ngập sinh cơ, Phạm vi trăm vạn dặm là vô cùng tương đối nhỏ bé đối với trùng châu. Nhưng khi Trần Chính bước vào thì mới phát hiện ra vùng đất này lại lớn đến khôn cùng, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với trái đất tại vùng tinh không xa xôi kia. Rất rộng lớn, thiền cổ đại long này lại nằm ngay ở trong lòng đất, căn bản khó có thể tìm được. Diệp Phạm rốt cuộc cũng biết được hắn còn có tranh lệnh vô cùng lớn với nguyên thiền sư. Người ta còn có thể cố định được cả cổ huyệt chân long, còn hắn thì lại ngay cả việc tìm cửa vào cũng còn chưa thấy La hắn bệnh đạo nhân vẻ mặt ngưng trọng lại kinh ngạc nhìn về phía trước cổ mộng đung đưa phía trước một cái hồ lớn làn nước trong vắt sóng nước lăn tăn không thấy điểm cuối khiến cho người ta có cảm giác nơi này thật sự rất lớn và bao la hùng vĩ ở ven cái hồ lớn này có một nam nhân chỉ khoảng hơn 20 tuổi thần võ bức người nhưng khuôn mặt lại không chút thay đổi tóc tài bù xù đứng ở đó giống như một khối hóa thạch năm tháng khiến người ta mau già cô nhân thì đã về với cát bụi rồi dù là một thế hệ tiên kiêu cũng không ngăn cản được nhưng cuối cùng hắn cũng tránh khỏi đi tới thời kỳ này bệnh lao nhân tự nói lúc này bọn họ đứng trên một dãy núi khoảng cách tới cái hồ lớn kia chỉ còn mười mấy dặm cũng không lo lắng bị người ta phát hiện người là đang nói hắn ư diệp Phàm chợt kinh ngạc trùng hoàng một thế hệ nhân tài hướng vũ phi 19 tuổi thì đã trở thành một bá chủ, lực áp thiên hạ quân hùng, là hoàng chủ trẻ tuổi nhất khi đó của Trung Châu. Bệnh lão nhân than thở nói một câu. Diệp phàm thấy rùng mình, bệnh lão nhân rốt cuộc có lai lịch gì? Loại khẩu khí này dường như có chút không thích hợp. Hắn đã sống được bao lâu rồi chứ? Từng tung hoành trong thời đại nào? Trung Hoàng là ai? Là nhân hùng kiệt xuất 9.000 năm trước, kinh diễm cổ kim. Mặc dù sống ở thời kỳ này, sống lại, nhưng kiến thức lại tuyệt đối không nhiều bằng lão nhân này. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, trên đời này làm gì có ai có thể sống hơn 9 ngàn năm cơ chứ? Lão nhân bật cười lắc lắc đầu rồi nói, ta đã được đọc các bản kỳ chép về cuộc đời của hắn nên có chút cảm thán mà thôi. Lão già nhà ngươi làm cho ta giật cả mình. Năm đó Trung Châu là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra một số nhân vật khó lường. Đáng tiếc, thật đáng tiếc ngoài hướng vũ phi được kỳ sĩ phủ giấu trong núi tuyết còn lại những người khác đều là trở về với cát bụi mà thôi còn có nhân vật có thể tranh đấu với cả hướng vũ phi hay sao diệp phàm giật mình bài nhân tài cỡ này thì chỉ cần một người xuất hiện là đã đủ để được ghi trong sách cổ lưu truyền muôn đời sau còn có một người thật là kinh diễm cổ kim đáng tiếc lại đi vào một con đường vĩnh viễn không thể quay đầu lại rốt cuộc thì cũng không chống lại được năm tháng. Bệnh lao nhân thở dài. Người kia là ai? Diệp Phạm hỏi. Cái cửu u. Bệnh lao nhân chỉ phun ra ba chữ. Trên mặt xuất hiện một tia cô đơn, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Là hắn sao? Diệp Phạm lập tức nghĩ tới. Đây là một nhân vật cái thế khó lường vô cùng. Tám ngàn năm trước đây, cái cửu u vô địch thiền hạ. Ngũ đại vực không có đối thủ nào tiếp được một chiêu của hắn. Mọi người cho rằng hắn có thể chứng đạo thành đế, nhưng rốt cuộc thì vẫn thất bại. Thành đế mới chết được hai ngàn năm mà thôi, thần tử nhưng đạo chưa tiêu. Trên đời này không thể sinh ra một đại đế ngay lập tức được. Cái cửu u chỉ đành than thở một tiếng, lúc tuổi già liền rơi xa khỏi đồng hoàng, cuối cùng vùi thân trong mảnh đất vàng đầu đó. Mà nay, đồng hoàng lại xuất hiện một tên hạ cửu u, một nữ hài vừa quật cường vừa cường thế, Thế nhưng chiếm được truyền thừa của cái cửu u, cửu ủ tiền cúc vừa ra, có thể lay động đến cả chín tầng trời. Thành đế thật sự quá cường đại, có thể chứng đạo sau thời kỳ thái cổ mở ra một con đường khác cho hậu nhân bước tiếp. Nhưng cũng bởi vì hắn quá cường đại, trên đi một vạn năm mà đạo vẫn chưa tiêu, khiến cho người khác khó mà thành đế được. Diệp Phạm gật đầu tỏ vẻ đồng ý sâu sắc. Từ đủ loại sự tích mà xem, thì vị yêu đế cường đại, nghịch tiên này đã đạt tới một trình độ khiến cho ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhìn được. Dòng nước chảy đi không trở lại, canh hoa đào tiễn biệt đấng hùng anh, đuôi sành như trước còn đang tại, lặng lặng chờ mong với trời hậu. Bên cạnh đạo nhân lắc lắc đầu rồi nói, cách cửu u kinh diễm như vậy, một đường ra đi, vĩnh viễn không quay đầu lại, không tiếp nhận ý tốt của kỳ sĩ phụ, rốt cuộc thì cũng bị đánh bại. Tuy nhiên thua ở trong tay của vị thanh đế đã chết này thì cũng không có gì kinh ngạc đúng là chưa từng có từ xưa đến nay. Người này chắc chắn là một nam nhân vị đại, tràn ngập ngạo cốt. Diệp Phạm thở dài. Phía trước, Trung Hoàng đứng ở trước hồ nước, vẫn không nhúc nhích như cũ, như đã bắt đi sinh mạnh vậy. Lặng yên chăm chú nhìn cái hồ lớn, thân thể như một khúc gỗ khổ héo. Rất lâu sau, hắn vẫn đi vậy. Diệp Phạm ngạc nhiên nói, hắn đang làm gì thế? Bệnh đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói, năm đó hướng vũ phi chết sớm khi không đủ 20 tuổi có một nữ nhân vì hắn mà tự tử, đâm đầu xuống hồ mà tự sát. Thật sao? Một tiếng rống to vang đến, hướng vô phì nhoáng lên, lập tức liền biến mất không thấy đầu nữa, tốc độ nhanh đến khó tin. Chín ngàn năm, ngay cả bất tử thần dược cũng không có tác dụng gì với hắn. Hắn bị cái chết của nữ nhân trong lòng làm cho tổn thương thần khí. Bệnh đạo nhân lắc đầu. Quả nhiên, nhân vật như vậy thì đều có một đoạn chuyện xưa không muốn người khác biết. Ai cũng có cố sự của mình. Diệp Phạm tự nói với mình, hắn cùng đi với bệnh đạo nhân trên đường gặp được không ít cố nhân. Cuối cùng hắn một mình rời đi, hướng về bên ngoài ngọn núi lớn. Hắn phải tìm kiếm một số tài liệu mà nguyên thiên sư có thể dùng đến, chuẩn bị thám hiểm trong thiên cổ long huyệt này bột phen. Như vậy hắn mới thỏa mãn trí tò mò. Giữa trăm vạn núi non trong tận lĩnh có một tòa cố đô, căn bản không có người nào biết nó đã tồn tại cỡ lâu bao nhiêu năm tháng. Được xưng là một trong mười tòa thành cổ nhất Trung Châu tên là Tần Thành. Tường thành loang lộ, các đầy dấu vết năm tháng, người qua lại nườm nượp, đồng như nước chảy, vô cùng phồn hoa. Có rất nhiều bình dân, nhưng tù sĩ thì cũng không ít. Các loại tạp kỹ hàng trong giao vặt liên tiếp vàng lên tiếng, vô cùng náo nhiệt rộn ràng, khí tức vạn trượng hồng trần lập tức đập vào mặt những người đến đây. Diệp Pham mất tận nằm sáu ngày, tiêu phí rất nhiều nguyên, đi vào rất nhiều phòng đấu giá, cũng chỉ tìm được một số vỏ đá của thần nguyên, căn bản không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn. Thiên cổ Long Huyền có sinh ra mộng huyễn thần tủy là nơi mai táng nguyên tiền sư đời thứ ba, có trời mới biết trong đó có thứ cổ quái gì. Hắn cần các loại tài liệu để luyện tập cấm tiên lục phong, phòng bất trắc. Vào ngày thứ bảy, Diệp Phạm đi tới thiền đồ các tiếng tầm lửng lẫy khắp tần thành. Đây là một bảo quyết siêu cấp, tổng cộng chia ra 9 tầng. Tất cả các vật phẩm quý hiếm đều có bán tại đây. Từ cách rất xa, hắn đã nghe được tiếng mắng chửi nhau. Phía trước tòa thiền đồ các to lớn, có hai nhóm người đang rằng co cái gì đó. Diệp Phong ngẩn ra, có không ít cố nhân đang đứng trước thiên độ các. Tình hình có chút khẩn trương, một bên trong đó lại chính là đám người Lý Hắc Thủy, bảng bác cũng ở trong này. Một bên khác thì do một tiêu niên tuổi không lớn cầm đầu, chính là đệ đệ của Vương Đăng. Tên tiểu yêu nghiệt 11 tuổi này, phi thường cường thế, đứng thẳng giữa không trung nhìn xuống đám người cương hỏa nhân cùng liễu khấu. Bên cạnh tên này còn có hơn 10 tên nam nữ, một đám đều rất cường đại. Tất cả đều là hóa lòng bí cảnh, cũng đều là nhân vật cấp thánh tử và thánh nữ. Một nữ nhân trong số này vừa châm chọc đám người đi hát thủy, vừa ra sức châm ngòi, muốn một bên vườn trùng ra tay. Ẩm dường giáo các ngươi chẳng lẽ lại muốn đổi thánh nữ lần thứ ba sao? Bàng bác nói rất không lưu tình. Một nam tử khác cười khỉnh biệt, ánh mắt quét qua bọn họ rồi nói. Cứ nói xuồng như vậy, thật là không có nghĩa khí nếu thực sự muốn động thủ, vài người các ngươi còn có thể giữ được mạng sống sao? Âm dường thánh tử, Người cần phải để ý cái mồm đó nha, vết xe đổ vẫn còn rất rõ kia kìa, cần phải biết rút kinh nghiệm đấy. Âm dường thánh tử cười lạnh rồi nói, Người đang nói tới cái tên thánh thể kia sao? Hắn đã có đầu rút cổ hơn hai năm, vẫn còn không dám đi ra ngoài. Đáng tiếc, giáo phái của chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, đều muốn lấy tính mạng của hắn mà không biết tìm hắn ở đâu. Bọn họ chưa ra tay chỉ vì huỳnh vội cơ hạ huyệt Đang đứng bên cạnh bảng bác Khiến cho ngày cả vương trùng cũng rất kiêng kỵ ẩm dường giáo Đã tuyển ra thánh tử đến đây nữa sao Các người không cảm thấy quá phiền phức ư Theo ta thì cái danh này Căn bản không cần tồn tại làm gì Diệp Phạm cười cười Từ xa từng bước một đi tới Người là ai Âm dường thánh tử sắc mặt âm trầm như nước Đây là một nỗi đau khó phai trong lòng âm dường giáo Bọn họ hận nhất người khác Nói tới việc này những nhân vật cấp thánh tử và thánh nữ bên cạnh kia cũng đều nhìn lại. Tất cả đều có sắc mặt không tốt, cùng nhau nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm Một tên vớ vẩn mà cũng muốn tiêu diệt sư bồn của ta sao? Bọn chúng cười lạnh. Không cần nghĩ nữa, chắc chắn người ra mặt cho mấy tên kia phải không? Nếu đã thế thì thật là không đưa ta vào trong mắt chút nào. Thật sự là kiêu ngạo. Âm dương thánh tử lạnh đùng nói, muốn kéo cả đám người vương đàng vào, muốn tất cả cùng đối phó với kẻ thủ chung. Bên cạnh đôi mắt to của cơ tử Nguyệt chớp chớp, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm một cách nghi hoặc, hơi nhằn nhằn cái mũi xinh xắn lại, thật sự quan sát nhất cử nhận động của hắn. Sau hơn hai năm, nàng không có thay đổi gì nhiều, vẫn như nằm đó, đôi mắt to như hai viên bảo thạch màu đen, vô cùng long lanh, cặp lông mi dài, trên mặt còn có một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu và khả ái. Ở bên cạnh nàng, cơ hạ Nguyệt với mái tóc đèn áo phủ xuống, đôi mày kiếm dài tới tận mang tay, cặp mắt hổ rất có khí thế, tư thế oai hùng cao lớn, khí tức thần vương rất nồng đậm. Hắn có bí bảo che giấu tu vi, không thể phỏng đoán ra được. Nhưng điều khiến cho Diệp Phạm giật mình lại chính là bảng bác. Hắn đứng ở bên cạnh, cũng đạt tới hóa lòng biến thứ 8, thật sự không biết hắn tù luyện như thế nào, vậy mà lại không chậm hơn so với Diệp Phạm chút nào. Bảng bác trời sinh cao lớn còn cao hơn người khác hải cái đầu, tư thế rất oai hùng, may rậm mắt to, một cánh tay còn to bằng một chân của người khác, nhìn rất cao to, có được, có thể nói là dị bẩm trời sinh. Tiến cảnh của người nhanh như vậy, chẳng lẽ là tàu hỏa nhập ma rồi sao? Diệp Phạm không kìm đổi, âm thầm truyền âm. Diệp tiểu tử, là ngươi. Bảng bác mừng rỡ, âm thầm đáp đời. Lúc này Diệp Phạm mang bộ dáng 17-18 tuổi, thành tú xuất trần, như là một vị tiền trẻ tuổi xuất trần. Do hắn đã từng ăn phải thánh dược, nên mới luôn có hình dạng một thiếu niên. May mà bây giờ cũng không giống như trước đây, may là bộ dáng 15-16 tuổi, suốt cuộc hiện tại cũng lớn lên một chút, ảnh hưởng của thánh dược cũng có thể thấy được mạnh tới mức nào. Diệp Phạm tiến vào tần thành, tất nhiên sẽ ẩn giấu hình dáng, không muốn kể chuyện, hắn truyền âm rồi nói. Tại sao tiến cảnh của người lại nhanh như vậy chứ? Bang bác mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, mặt không chút biến sắc, âm thầm gào lên. Vì tu luyện, ta đã bất chấp mọi giá. Trong hai năm này, ta đã ăn hết một tấm ván quan tài rồi. Lời này vừa tốt ra, Diệp hàm thiếu chút nữa rơi cầm xuống đất. Hắn không ngờ tính tình của bảng bác lại cường điệt như vậy. Quá là một tên ăn tạp, nghĩ tới là làm, không kiêng kỵ gì cả. Hắn cướp đi một nửa quan tài của bất tử thiên hoàng. Sau khi mang ra, cuối cùng tất cả đều đưa cho bảng bác. Bởi vì hắn có bồ đề tử nên cũng không cần dùng. Bảng bác cho đi hắc thủy một tấm, số còn lại thì ngoài một khối dùng để ngồi tù luyện. Trong hai năm này, hắn đã gặm sống một tấm, hoàn toàn luyện hóa nó trong bụng người cũng thật là ăn tạp đấy. Diệp Phạm cũng chỉ có thể nói như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không thấy lo lắng lắm, bởi vì thứ này tuyệt đối là báo vật, khẳng định có thể ăn được. Trước thời Thái Cổ, bất tử thiên hoàng được vạn tộc tôn sùng là người vượt qua cả thần linh, quán cổ tuyệt kim, chặt cả ngộ đạo cổ trả thụ để luyện thành quan tài. Hết thảy những điều này đều là những thứ mà chỉ thần linh mới làm được. Từ cổ trí kim cũng chỉ có hắn mới làm được như vậy. Ngộ đạo cổ trả thụ là thứ là gì đây chứ? đây chính là một gốc bất tử thụ là linh căn quý hiếm nhất trong trời đất các chiếc lá mà nó sinh ra đều có thể dùng để ngộ đạo có lạc ấn của đại đạo càng không nói đến lực lượng chủ yếu ẩn chứa trong đó còn bà nó chứ ta lại gặp phải báo ứng ăn một tấm ván quan tài này mà hai năm nay ta vẫn không có lần nào bị xét đánh rồi bà bác căm giận không thôi diệp vam sắp sửa không biết nói gì cho phải tên này thật là cực kỳ mạnh mẽ ăn mà cũng khiến cho thiền kiếp đánh xuống Điều này cũng đủ để thuyết bình ngộ đạo cổ trả thụ có bao nhiêu thần diệu. Bên trong có ẩn chứa rất nhiều mảnh nhỏ của đại đạo. Chỉ cần tu vi có thể tăng lên là được rồi. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Để ta đưa lại cho người một tấm thật là lớn. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau gặm sống nó. Bạn bác cười nói, quên đi, ta cũng không cần đâu. Người cứ để lại mà ăn luôn đi. Diệp Phong muốn cười mà không thể cười ra. Lần trước, ta bị cái lão bù kia bắn cho cầu huyết lâm đầu mắng ta phung phí của trời, nói rằng loại bất tử thụ này sao lại dùng để ăn, nếu mà chuyển xuống thì còn có thể khiến trong một đại giáo phồn thịnh nữa. Bảng bác lại nói, lão mù cầm theo thôn thiên ma quán, đi vài lần qua kỳ sĩ phủ, là chỗ dựa của tiểu cường đạo, như thế mới khiến cho trong lòng đám người vương trùng có chút kiêng kỵ, không dám trần chính động thủ. Hắn ngẩn người ra kia, hình như bị dọa tới mức ngu người ra rồi. Bên cạnh có người chế nhạo, chờ lâu không thấy Diệp Phạm đáp lại, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần hành đại lễ bồi tội thì ta cũng sẽ không sò đỏ cùng các ngươi nữa. Vương Trùng bở miệng, tiểu thi hài biến đi, không nói chuyện với người. Diệp Phàm ngừng truyền âm cùng bảng bác, một mình một người đi về phía hơn bởi nhân vật cấp thánh tử này. Người cũng rất cuồng vọng, có biết đây là ai không, chẳng lẽ dám không đặt các vị này vào trong mắt sao? Âm dương thánh tử đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng vương trùng đám người xuất thủ. Âm dương giáo thật sự là không nhớ lâu, cứ mãi tuyển ra thánh tử làm gì, chẳng lẽ còn chưa đủ làm trò trước mặt thiên hạ sao, lại vẫn còn muốn đi chọn một người tư tử nữa ư. Diệp Phàm nói rất tùy ý, người chết tiệt. Âm dương thánh tử trầm mặt xuống nói, tên thánh thể kia cũng sống không được lâu nữa đâu, hắn không có khả năng trốn tránh cả đời như con rùa rụt đầu, không dám đi ra ngoài. Chọn đi chọn lại làm gì cho phiền, theo ta thì âm dương dám các ngươi cũng không cần thánh tử làm gì cả. Diệp Phàm nói, rồi sau đó đi từng bước tới gần, vươn một bàn tay to bổ xuống đầu hắn. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, hắn như đi vào chỗ không người, khiến cho người ta khó có thể phòng bị. Tốc độ quá nhanh, một bàn tay trong suốt như ngọc bổ thẳng xuống bên dưới. Âm dương thánh tử tránh cũng không thể tránh, chỉ đành nâng hai tay đón đỡ. Trên không trung, bàn tay trong suốt có đạo văn lưu truyền, có một phù văn lóe ra đó là lực lượng của đạo. Một tiếng vang nhỏ phát ra, hai tay thánh tử giống như là tờ giấy mỏng bị gãy ra từng tấc một, sau đó cả người hắn nhũn xuống, bị bàn tay to lớn trên không trùng chụp được, hắn không còn đủ sức để chống cự nữa. Âm dường thánh tử không kịp phát ra một tiếng hét nào, bây giờ cái đầu bị trúng một trường, trực tiếp bị đập thành thịt vụn, xương cốt toàn thân cũng bị ép cho nát bét, toàn thân biến dạng, Tất cả những người bên cạnh đều nhanh chóng rút lui, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tên kia chính là thánh tử của âm dường giáo, lại bị người ta dùng một trường đập chết. Nghe đã thấy rợn cả người rồi. Mọi người ở đây đều ồn ào, đám người Lý Hắc Thủy thì đều vô cùng cao hứng. Bên cạnh còn lại thì tâm thần không yên, ngay cả vương trùng cũng không tự chủ được có ý rút lui. Trong lòng của hắn đang có chút sợ hãi. Sau khi ẩm ý một trận, tất cả những người của ẩm dường giáo đều là như phát điên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà ba vị thánh tử thành nhau chết, điều này khẳng định trở thành trò cười cho cả Trung Châu. Diệp tử, người cũng thật là quá vô lương tâm rồi. Lão giáo chủ ẩm dường giáo thọ nguyên sắp khô cạn, cho dù chưa chết thì chắc cũng bị người làm cho tức và chết mất thôi. Bà bác cười hăng hắc truyền âm. Bọn họ lại cứ muốn tìm ta gây phiền toái, hận không thể lập tức diệt trừ ta. Không có cách nào cả, ta chỉ đành khiến cho chúng không dám tuyển thánh tử nữa thôi. Diệp Phàm cười rồi nói. Rồi sau đó, hắn bước từng bước một về phía trước, đi thẳng về phía đám người vương trùng. Hơn 10 nhân vật cấp thánh tử đồng loạt rút lui. Không ai dám tranh phong, tất cả đều e sợ. Năm đó, vương đằng tự tay nhốt tên tiểu yêu nghiệt này lại. Hiện tại đã thả hắn ra. Tuy rằng hắn vẫn vô cùng kiêu ngạo, nhưng so với hai năm trước đây thì mạnh hơn nhiều. Không chỉ có mỗi mạnh miệng mà thôi. Trong tần thành có rất nhiều tu sĩ, mọi người đều rất giật mình. Không ngờ một thiếu niên lại bức lui hơn bởi nhân tài kiệt xuất của cả ngũ đại vực. Cả một đám này là không dám làm gì cái người thiếu niên này. Người không nên ép người quá đáng như thế. Vương trùng cắn răng nói. Diệp Phạm không chút động tâm, một trường đánh tới như cuồng phòng tỏa điệp. Tất cả mười mấy người này đều phun ra một ngụm máu tươi, bắn ngược ra ngoài. Chỉ có vương trùng là không bị làm sao, hắn được hai sinh vật thái cổ cường đại chắn phía sau. Một tên thì như một khối kim loại, dùng hoàng kim đúc thành, cao hơn một trượng. Tên còn lại thì như được dùng bạc đúc thành, vô cùng cao lớn và ủy mãnh. Cuối cùng, một trận chiến này vẫn không diễn ra. Phía chân trời có một chiếc chiến xa màu vàng nằm ngang trời. Vương Đăng như thiền đế xuất hành, nhằm thẳng về chỗ sâu trong phía tần lĩnh. Chủ nhân nhận được mật báo, có manh mối quan trọng, chúng ta đi thôi hai sinh vật thái cổ mang theo vương trùng rời đi. Chẳng lẽ là địa phương kia của chúng ta bị vương đằng biết được ư? Bảng bác kêu hô. Trời ơi, chúng ta phải đi mau, không thể để chúng nhanh trần đến trước được. Dù sao thì những thứ cần cũng đã lấy được gần cả rồi. Đi nhanh lên. Cơ tử Nguyệt lại vội vàng kêu lên. Các người ư? Diệp phàm chợt kinh ngạc. Chúng ta cặp được lạc ấn của một tên hòa thượng, còn có lạc ấn của một người cưỡi trâu được lưu lại không thông về phía một hồ nước sắp cạn khô. Bàng bác lại nói, Ô, vậy sao? Diệp Phạm chợt kêu lên. Diệp Phạm âm thầm truyền âm, biểu lộ thân phận cho đám người Lý Hắc Thủy. Mấy người vô cùng là ngạc nhiên và vui mừng. Thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Cô nhận gặp lại hết sức nhiệt tình. Sau đó không lâu, bọn họ rời khỏi thần thành mà xâm nhập vào trăm vạn dặm trong tần lĩnh. Chạy tới địa phương thần bí mà đám người cơ hạo nguyệt, bàng bác Lý Hắc Thủy đã nói kia không thể không nói cơ tử nguyệt lình giác rất mẫn tuệ đi không được nửa khắc thì đã nhăn cái mũi ngọc lại nghiến bộ răng trắng tinh véo diệp phàm rồi nói thì ra là ngươi không cần phải giấu giếm ta nữa dám coi chúng ta là người ngoài à không thèm để ý tới người nữa diệp phàm lộ ra hình dáng thật vuốt cái mũi ngọc của nàng cười rồi nói ta sợ bị mấy đại nhân trong nhà của người đuổi đánh thôi dám vuốt mũi ta cơ tử nguyệt nghiến bộ răng trắng bóc khẽ chớp đôi mắt tỏ trọng suốt như bảo thạch màu đen, lào đền véo đỗ tai của Diệp Phàm. Màu thả ta ra, Diệp Phàm lạnh nhéo cái mũi của nàng. Ở bên cạnh, thần vương đồng hoàng cờ hạo nguyệt đen cả mặt lại, muốn hất tên Diệp Phàm này ra một bên, không kìm nổi bước tới. Người không thấy ta đang bị ngắt mũi, ngắt tai sao? Ta cũng không làm cái gì cơ mà. Màu bảo nàng buông tay ra trước đi. Diệp Pham rảnh trước nói ngay. Người từ từ thả tay khỏi mũi của nàng trước. Cơ hạo nguyệt nghiêm cái mặt lại đèn xì. Cơ hạo nguyệt, ta là ân nhân cứu mạng của người đó, ngươi cần phải khách khí một chút. Diệp Phong lẩm bẩm, đó là hai chuyện khác nhau. Bình thường thì cơ hạo nguyệt rất cờ trí, nhưng lúc này thì lại nổi đầy gân xanh trên trán. Đôi mắt to của cơ tử nguyệt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, không ngừng cười, lại véo lỗ tai của Diệp Phàm thêm vài cái nữa, sau đó mới nhẹ nhàng thả ra. Đám người bang bác, Lý Hắc Thủy cũng cười hằng hắc, không chút ý tốt nào chỉ có cơ hạo nguyệt và diệp phàm vẫn đang trừng mắt với nhau không sao đâu bọn họ vượt qua hư không tiến vào chỗ sâu trong tần lĩnh đi vào một khu thạch lầm ở đây có một hồ nước khô cạn trên một khối cự thạch bọn họ thấy được một cái ấn ký của hòa thượng mà ở bên cạnh thì lại thấy Gặp một đồ án hình lão giả cưỡi trâu xanh nếu không có gì bất ngờ thì tên này nhất định là thích ca Mâu ni người còn lại đang cưỡi trâu xanh thì đi về phía tây chính là lão tử đúng là tử khí đồng lai ngay cả trên vách đá cũng có ký thức tường hòa. Diệp Phạm bất chợt động dung. Điều này, bàng bác chấn động, cũng chỉ có hắn và Diệp Phạm biết được hai cái tên này có ý nghĩa như thế nào. Cổ nhân tận 2.500 năm trước đây lại hiện ra trong vùng tinh không này. Suốt cuộc bọn họ dọc theo tinh không cổ lộ là muốn đi đâu. Lão tử đi ra hàm cốc quan tới phía tây, sau đó biến mất khỏi vùng đất Trung Quốc cổ. Không ngờ lại đi theo con đường đó đến đây. Bàng bác cảm thấy có chút khó tin. Tây hành chi độ của lão tử thật sự rất xa xôi. Chẳng lẽ nơi đây chính là hóa tiên trì? Diệp Phạm tự nói, thạch lâm này rất lớn, từng khối đá có hình thù kỳ quái hiện ra. Mỗi một, một khối đá cũng không giống nhau, có khối thì như một con rậu đang nằm, có khối lại giống như một con hộ, còn có khối giống như phượng hoàng. Phía trường có một cái đầm nước, nguyên bản là một cái hồ nước, nhưng đã gần như khô cạn. Chẳng lẽ lại là hóa tiền trì sao? Diệp Phạm có chút không xác định được dường như không có nhiều khả năng này lắm làm sao tiền trì lại như vậy được ân ký của thích cà Mâu ni rất rõ ràng vẻ mặt mang nét tử bi bảo tướng trang nghiêm rất có từ chất đầy trí tuệ của thánh Hiện. có một loại khí vận cảm thương người ta người ta nói hắn là thế tôn có vẻ cũng không phải rất có thể phản đồ có liên quan với hắn còn có người nói rằng hắn mang thần thể phật ma hắn nhớ tới lời của tiểu ni cô áo trắng thì cả mâu ni ở thế giới này có thần phận rất không tầm thường. Nguyên nhân phức tạp trong đó tới này vẫn không được làm sáng tỏ. Ở trên địa cầu thì nếu nói Phật giáo, tất nhiên là sẽ đề cập đến Tích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ở thế giới này lại quá trêu ngươi, người khai sáng này lại trở thành phản đồ, thậm chí là một ma đầu đối lập với cả thế giới. Một vị trưởng bối của cửa giả chúng ta đã từng ra mắt trong một mười đại đế, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni vào hơn một ngàn năm trước đây. Lúc ấy vị Phật tử kia vừa mới trở về từ hải ngoại Cơ tử Nguyệt nhỏ giọng nói thầm Bên ngoài ngũ đại vực là đại dương mênh mông vô tận Cũng có chí chít hòn đảo như sao trên trời Có người nói trong đại dương mở mịt mênh mông có thần đạo Bên trong có cao thủ cái thế Thậm chí có cả cổ đế chưa từng nổi danh tọa hóa tại đó Cũng có người nói trong đại dương còn rộng lớn hơn Hơn xa so với ngũ đại vực này Rất có thể có tiền đảo sinh đình thần linh chủ yếu là hải ngoại quá mức rộng lớn khôn cùng, so với ngũ đại vực hiện nay còn mênh mông hơn nhiều, không ai có thể đi tới tận cùng cả. Mọi người đối với nó đều tràn ngập vẻ kính sợ. Một trong mười đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni vượt biển trở về. Diệp Phạm trong lòng vừa động, hắn nghĩ tới lời của An Diệu Y khi nàng đưa cho hắn nội dung trong trong quan kinh của Niết Bản Kinh. Chẳng phải cũng nói như vậy sao? Người đó có tu vi như thế nào? Bảng bạc cất tiếng hỏi sâu không lường được. Lúc đó, một vị thái thượng trưởng lão cũng thử dò xét, phát hiện ra người này sâu như vực sâu biển rộng, không thể nhìn thấu. Cơ tử Nguyệt lại nói, đây là chuyện mà nàng mới biết được gần đây. Đường đường là Thích Ca Mâu Ni, ở thế giới kia được tôn là Phật Tổ. Tại đây lại bị gọi là phản đồ, thật đã trớ trêu. Bảng bác lắc đầu. Diệp Phạm suy tư, nghĩ tới Phật giáo tại quê nhà. Mặc dù truyền thuyết ghi lại là do Thích Ca Mâu Ni sáng lập nhưng trước đó thì đã sớm có phật đồ rồi nếu nói là khai sáng thì gọi là phát triển thì đúng hơn trong một số cổ kinh có ghi lại khi thích cả Mầu nị đi du lịch thì gặp được phật đồ tổ thần tổn thần tu hành cho rằng đó không phải là phương pháp tốt từ đó về sau thì mới được gọi là như lai trong đầu diệp phàm dần hiện lên một ý tưởng lớn mật trên trái đất có một đoạn lịch sử bị mài một không nói tới trung quốc thần bí chỉ riêng ấn độ thì cũng rất không tầm thường rồi nếu như Phật giáo đã sớm tồn tại trước khi cả Thích Ca Mâu đi sinh ra, như vậy thì có hay không thánh hiền Phật giáo trước cả Như Lai đã đi trước một bước dùng tinh môn do cổ nhân điều lại đi tới thế giới này đây? Nếu thực sự là như vậy, thì sẽ có rất nhiều liên tưởng được suy ra, màn sương mù thần bí này sẽ được phén lên một góc. Trong phút chốc, Diệp Phàm lại liên tưởng đến bỉ ngạn, đây cũng là một danh từ không tầm thường chút nào trong Phật giáo. Chẳng lẽ thật sự là trái đất có một đoạn lịch sử bị mài một sao. Có lẽ đoạn lịch sử này cực kỳ lâu dài, không phải đơn giản chỉ là mấy ngàn năm như vậy mà thôi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, chính là người trên thế giới này từng đi dọc theo tinh không cổ độ tới trái đất, khai sáng ra Phật giáo, mà Thích Ca Mâu Ni là đời sau mới đi tìm gốc các tới tận đây. Diệp Phạm nên tưởng đến rất nhiều thứ, tinh không cổ độ xa xôi vô tận, cũng không phải là do cổ nhân của một hai tinh vực tạo ra được, nó liên quan đến rất nhiều tinh vực con đường của cổ nhân rốt cuộc thị thông tới nơi nào đây các người xem những ân ký mà hắn lưu lại này lại có ghi dấu kỳ chú là dùng một loại phân tử kỳ dị viết thành không thể nhận ra được lý hắc thủy bỗng cất tiếng nói mấy người đều tiến lên ai đấy cũng thẩm giật mình có rất nhiều chữ nhỏ chì chít sát cạnh nhau cho dù là vận dụng thần lực cũng khó mà thấy rõ chúng có mức nhỏ bé hợp lại cùng một chỗ thành một bức tranh hình người là Phạn Văn. Bảng bác nói, hắn cùng với Diệp Phạm hai mắt nhìn nhau. Đây là văn tự thời cổ của Ấn Độ, căn bản không thể nhận ra chữ nào cả. Khó trách, hắn đã từng lưu lại ấn ký ở Thánh Nhai, cũng dùng Phạn Văn. Những chữ này có lẽ là lưu lại cho đợi sau. Diệp Phạm hơi suy tư một chút, lần trước thật là sở xuất, vẫn chỉ nhìn thấu được lạc ấn trên Thánh Nhai. Thì ra chúng là do rất nhiều chữ nhỏ hợp thành, đây chính là truyền bồn cung cấp cho những người đến từ Ấn Độ cổ xem Bọn họ dự đoán rằng người đời sau sẽ tìm theo bước chân của bọn họ mà đến đây sao? Đã đưa ra chỉ dẫn rồi, nay lại bỏ đi đâu vậy? Diệp Phạm và Bang Bác cùng ngồi trồm hồm ở đó, mặt tỏ mắt nhỏ trừng lên, trong lòng rất cuống quýt Đấy chính là văn tự do như đài điều đại sao? Hơn phần nửa là có bí mật của tinh không, nhưng lại không thể nhận ra được. Là phản văn sao? Hai người chỉ đành ngửa mặt lên trời than thở. Bản thân của bọn họ không thể đọc hiểu được loại phản văn này trên trái đất xa xôi kia cũng không chỉ có một mình Phật Đà. Trong cùng thế hệ, có tối tiểu còn có một vị cổ nhân đại trí tuệ nữa. 2.500 năm trước, Trung Quốc cổ có bách già đùa nợ, chữ tử đều xuất thế, mỗi người đều là hạng tài bà trác tuyệt, ai đấy cũng đều giành chấn cổ kim. Trên bầu trời lịch sử đều để lại ấn ký, không thể xóa nhòa. Chưa nói tới những người khác, chỉ nói riêng tên lão tử thì cũng đã đủ để so sánh với Phật Đà rồi. Thích Cà Mâu Ni là thần minh, có đại thần thông, còn lão tử có đại trí tuệ, không có nghi ngờ gì nữa, cũng là một vị thần nhân như vậy. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, đi tới trước một lạc ấn khác. Lão già cưỡi trâu xanh đi về hướng Tây, rất vô vị và thành nhàn Quả nhiên cũng có những chữ nhỏ được khắc lại, tổ hầm cùng một chỗ mới trở thành bức đồ hình cưỡi trâu xanh như vậy. Đây cũng là dòng chữ chỉ đường cho hậu nhân. Hai cổ nhân này khẳng định sẽ không lưu lại ấn ký một cách bừa bãi. Bọn họ hơn phân nửa là biết được còn có người đời sau tới đây, sau đó mới ghi lại con đường đã đi qua tại đây. Mau đọc xem trên đó viết gì. Bảng bác thúc giục, hẳn đối với những chữ này thì đều mù tịt. Tuy Diệp Phàm có chút nghiên cứu đối với cổ văn, nhưng lúc này cũng phải nhíu mày. Có một số ít là trùng đỉnh văn, còn số còn lại thì là giáp cốt văn. Không chỉ là hắn, cho dù là các nhà nghiên cứu về thứ này cũng không có khả năng đọc một cái là được luôn. Cũng không có nhiều người dịch được hai loại văn tự này trên trái đất tây ra hàm cốc quan hắn chỉ có thể phân tích rõ ra một câu liền mạch như vậy ngoài ra còn có một số danh từ nhưng lại bị ngăn cách bởi các từ không biết khác giống như là các từ đại đế cổ độ vực tiên tử vi cổ tinh câu trần các loại khác lão già này đúng là quá trầu bỏ đi vừa chạy ra hàm cốc quan tới phía tây thì lại đã đi tới tình vực rồi bằng băng cũng không biết nói gì cho phải trong sách cổ có ghi lại rằng là lão tử đi về phía tây một vị quan đã duẫn hy trông thấy có ký thức tường hòa di động thì ra đúng là lão tử cưỡi trâu xanh đi qua đó lão tử xuất hiện lần cuối cùng ở trung quốc cổ chính là tại hàm cốc quan khi đó tử khí đông lai lưu lại bản đạo đức kinh có nằm ngàn chữ được duẫn hy ghi nhớ từ đó về sau không còn hiện ra trên đời này nữa diệp phàm cũng cảm thán một phen ở vùng tinh không khác hắn chưa bao giờ cho rằng là lão tử đợi hại như thế nào chỉ cho rằng đây là một cổ nhân có đại trí tuệ, mà hiện giờ hắn không thể không thừa nhận đây là một vị tu hành giả đi tới tận bờ bên kia của tinh không bị ngạn. Phật Đà, Lão Tử gần như sinh ra cùng một thời đại, đều là nhân vật 2.500 năm trước đây. Đây là trùng hợp sao? Bọn họ đi dọc theo tình môn do cổ nhân đều lại, về phía tình vực. Diệp Phạm tự nói, hơn 2.000 năm trước, chư từ trên trái đất đều xuất thế, gần như ở cùng một thời đại, không cách biệt nhau nhiều lắm. Đây chỉ là trùng hợp hay là có huyền cơ nào trong đó? Thế giới này có Phật giáo, lại không phải Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni. Có thể là Phật A-di-đà vì báo đáp ân tình đền mới tới đây. Trên trái đất cũng có thuyết pháp này. Nhưng trên thế giới này cũng có đạo giáo, lại không phải là đạo của lão tử, rất có tìm ra gốc các của nó. Đạo giáo do ai sáng tạo ra vậy? Diệp Phàm không kìm đổi đến tiếng hỏi. Rất phức tạp, một đám cao nhân đạo giáo đều giống như nhàn vần dạ hạc, lưu lại giáo lý, truyền lại bí thuật, cũng không phải một trình thể giống như Phật giáo, rất là rời rạc, khó có thể tìm được ngọn nguồn. Cơ hạo nguyệt lắc đầu nói, nếu nói về đạo giáo thì không chỉ nói thế giới này, cho dù là ở một vùng tình vực kia, cũng rất khó nói rõ, nó bắt nguồn từ đâu. Nếu đề cập tới đạo giáo, không thể không đề cập tới học thuyết hoàng lão, nếu đề cập tới hoàng lão, lại không thể không nhắc tới thời kỳ xa xưa trước cả khi đó lão tử là nhân vật 2.500 năm trước đây. Hoàng trong hoàng đáo cùng tồn tại hơn 4.000 năm trước là nhân vật gần 5.000 năm trước đây. Đạo giáo là do đời sau đặt tên. Trên thực tế, có thể ngược dòng về vô tận năm tháng trước kia. Trong dòng sông lịch sử chậm rãi này, rất khó tìm được điểm khởi đầu của nó. Lão tử không lưu lại nhiều dấu vết trên thế giới này. Nếu hắn dọc theo tinh không cổ lộ đi tới đây, rốt cuồng thì đã đi tới nơi nào đây? Tình bồn do cổ nhân lưu lại có thể đi thông tới những nơi không biết rõ trong vùng tinh không vô tận xa xôi. Suốt cuộc thì điểm kết thúc là ở chỗ nào? Diệp Phàm cũng không biết, nhưng ít nhất hắn cũng cảm giác rằng thế giới này không phải là điểm cuối, phía trước còn có cổ tình nữa. Trong quan tài cực lớn bằng đồng thau có một bức đồ hình đường khắc lên. Hắn và bảng bác đã từng tận mắt nhìn thấy đó là một vùng tình không rực rỡ. Trái đất bắt đầu chỉ là một góc nhỏ xíu trong đó thôi còn có con đường mênh mông rộng lớn phía trước. 2500 năm trước đây, chư tưởng ngang trời xuất thế vô cùng sáng lạ, đó là một thời kỳ cực đại cực kỳ huy hoàng. Diệp Phàm thầm nhủ trong lòng như thế, nếu như Phật Đà, lão tử đều được coi như thần minh, vậy thì những nhân vật khác thì sao? Họ cũng đâu phải là người bình thường. Đáng tiếc, điều này rất giống như pháo hoa trên trời, bừng sáng rồi biến mất, chỉ thỉnh thoảng mới được người ta nhắc đến mà thôi. Chẳng có lẽ hơn 2.500 năm trước đây, một đám cổ hiền trên trái đất cùng nhau quyết định rời khỏi quê hương đi dọc theo tinh không cổ lộ về phía trước sao? Trong Trung Quốc cổ, các loại tử vi cổ tinh, tình tượng, 28 tình vực đều là một bức tiên đổ thật lớn. Tinh không cổ lộ do cổ nhân sáng tạo ra, rốt cuộc thì điểm cuối là ở nơi nào? Những người còn sinh ra sớm hơn cả lão tử, còn có 72 vị vương thời thượng cổ tiến hành phong tiện trên đỉnh Thái Sơn, có phải bọn họ cũng bước lên tình không cổ lộ đi tới tình vực cuối cùng rồi chăng người thượng cổ cho dù hơn trăm tuổi thì vẫn không suy yếu thượng cổ theo lời hoàng đế thì rốt cuộc xa xôi tận thời kỳ nào đối với người thời nay thì hoàng đế chính là cổ nhân bốn ngàn năm trước đây được coi là hoàng thời thượng cổ hắn lại còn than thở nhắc tới người thượng cổ nữa rốt cuộc thì đó là thời kỳ như thế nào trung quốc cổ rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xa xưa bị mai một rất có thể là một bộ cổ sử mênh mông vô tận bị bụi mờ che phủ. Nhưng tới khi nào thì mới được vén lên? Diệp Phàm bây giờ suy tư một lát, nhìn về phía xa xa vô hạn một cách xuất thần. Trong tình vực này, suốt cuộc còn có bao nhiêu cổ tình có sinh bệnh chứ? Những tình tú theo lời người Trung Quốc cổ có phải là một loại chỉ dẫn đại biểu cho một ý nghĩa nào đó quan trọng hơn không? Trái đất, huỳnh hoặc, tử vi, từng viên cổ tinh này có khởi đầu như thế nào? Rốt cuộc thì điểm kết thúc là ở đâu? Cái cổ lộ này có ý nghĩa gì? Nó sẽ đi về đâu? Suốt cuộc thì sẽ đưa người ta tới một đời như thế nào đây? Cửu Long kéo quan tài chính là chết trận nên trở về quê cũ hay chỉ là đang đi một chuyến không mục đích? Ngũ sắc tê đàn, Cửu Long vượt qua bầu trời tối đen như mực, lạnh như băng, không thấy điểm cuối, không biết con đường phía trước, nó đang đưa đón người nào, sau này còn có thể hạ xuống đây nữa không? Diệp Phạm tới nơi hơi nhức đầu, Tình vực mềm bồng từng viên cổ tinh bột hiện ra. Rốt cuộc thì cổ độ hướng về đâu? Hắn, bảng bác, chỉ biết nhìn nhau, nghĩ tới rất nhiều thứ. Viên cổ tinh này cũng vẫn chưa là điểm cuối, mà rất có thể chỉ là một đoạn nghỉ chân mà thôi. Cho dù muốn đi tiếp hay là muốn về nhà, thì cũng phải thoát ra khỏi đây thì mới được. Như vậy thì chỉ có thể không ngừng cường đại lên mới có thể rời đi khỏi thế giới này. Nếu không thì sẽ mãi mãi bị nhốt trong đây. Vũ trụ rộng lớn, tình không bình bồng, suốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa. Luyện khí sĩ thời tiền tần rời khỏi địa cầu, rốt cuộc là đã đi tới nơi nào rồi. Ai già, đừng nghĩ nhiều làm gì, chúng ta cũng không muốn đi góp vui với mấy vị cổ hiền đó làm gì cả. Về được nhà mới là chính đạo. Bàng bác thở dài nói, hiện giờ thì cho dù bọn họ có những ý niệm kia trong đầu thì cũng vô dụng. Nếu muốn đi vào trong tinh vực thì tối thiểu cũng phải có khả năng luận bàn với thánh nhân viễn cổ thì mới được. Nếu không thì chỉ còn cách dựa vào Cũ sắc tế đàn mà thôi Có lẽ còn có một tinh môn khác nữa Cũng không nhất định là chỉ có một cái Tế đàn tại cấm địa thái cổ kia Chúng ta mà muốn về nhà Thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn Về thế giới này mới được Diệp Phạm âm thầm truyền âm cho mạng bác cơ hạ nguyện dùng thiên diễn thần thuật Suy tính Có thể ghi nhớ lại tất cả hai tấm đặc ấn này Đây chính là thiền phú đặc biệt của thần thể Cũng có tác dụng trong chiến đấu Cuối cùng bọn họ rời khỏi đây, đi về phía hồ nước bạc cốc, đã cạn bốc lên hơi sương. Thoạt nhìn thì cũng không xa lắm, nhưng cũng khó mà tới gần ngay được. Ô, thật là không đơn giản một chút nào. Diệp Phạm lộ ra vẻ kinh ngạc ngay. Chúng ta đã tới đây một lần rồi, nhưng lại không cách nào tới được, nên mới đặc biệt chuẩn bị một số tài liệu. Chúng đều có thể phá vỡ trận văn vô hình này. Bây giờ thử xem thế nào. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Đám người Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên liễu khấu cùng ra tay lấy ra một đi tình thần thạch khô lòng bộc để trong thạch lâm này ném vào trong hồ hơi mù vẫn lượn lở xung quanh không chút giảm bớt nào cả theo mấy người đi tới nó càng ngày càng nồng đậm chỉ có một vũng nước trong hồ nhưng lại phát ra hơi nước che kín cả mặt hồ hơn nữa con tràn khắp cả thạch lâm không kịp rồi chúng nó lấp lánh lập lại nhanh quá vẫn là như lúc trước không thể nào đi thông được bằng bác nhíu mày nói sương mù rất là đậm đặc nhanh chóng bào phủ nơi này lại khiến cho người ta bị lạc phương hướng không biết đồng tây nam bắc ra sao nữa không thể không đuôi lại phía sau nơi này thật ra rất cổ quái bọn họ bắt một con độc lang ném vào trong sương mù gần như trong nháy mắt nó đã bị bao phủ giống như bốc hơi trên trần gian tới cả xương cốt cũng không còn thật sự rất đáng sợ địa phương này đúng là vô cùng cổ quái bọn họ lấy ra pháp bảo nhưng không lâu sau đó thì cũng phát ra tiếng vỡ vụn bị hủy trong sương mù chẳng lẽ thật sự là hóa tiên trì sao? Diệp Phạm tim đập thỉnh thịch, nếu thật sự đã tiên trì, vậy thì đây chính là cơ duyên thật lớn đó nha. Nó đã khô cạn rồi, chỉ còn lại một cái ao nhỏ mà thôi, nếu mà trong này có tiên chân, rất có thể dễ dàng lấy được. Thích cả bầu đi, lão tử cũng đều đã tới đây, nói không chừng, thật sự đây chính là tần lĩnh tiên trì, là nơi mà thành đế sinh ra. Bà bác xoa xoa tay thèm thuồng. Từ thời thái cổ tới nay, trong tiền trì đã có biết bao thần vật chìm xuống. Theo truyền thuyết thì còn có cả mảnh vụn của đế bình cực đạo, còn có cả tiền bảo nữa đây. Cơn tử Nguyệt thèm thuồng, đôi mắt đèn lóe lên ánh sáng đanh đợi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, để ta nhìn kỹ đã. Diệp Phạm Liên rời khỏi đây, đi ra ngoài vùng sương mù bao phủ, nhìn lại địa thế vùng núi này. Thạch Lâm ngổn ngang, vạch đá dựng đứng như trào trên không trung. Bên cạnh có một hồ nước khô cạn, thảm thực vật hiếm có tại đây sành biển biếc tràn ngập sinh cơ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng lưu luyến. Nơi này quả thật không tầm thường, ta càng nhìn càng thấy quen mắt đấy. Hắn lẩm bẩm mà nói. Không ai quấy rầy hắn cả, bởi vì hắn chính là truyền nhân của nguyên thiên sư, có nghiên cứu với sơn xuyên địa thế, có thể nói là người có quyền uy nhất trong lĩnh vực này. Đây là đăng tiền địa. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, nơi này rất giống như địa thế kỳ lại trong nguyên thiên thư, ngay cả phương hướng cũng ảo diệu, khó lường như vậy những người khác đều giật mình, nghe tên đã biết đây không phải là vùng đất tầm thường, khẳng định là vô cùng thần dị, hơn phần nửa là tới gần hóa tiên trì rồi. Tên cũng như ý nghĩa, đây là vùng đất kỳ diệu hiếm thấy trên đời, ngay cả là một vùng tiên thổ thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều gian khổ, còn nguy hiểm rất lớn. Trong nguyên thiền thư có ghi lại, đằng tiền độ chỉ có trong truyền thuyết cũng chưa từng được nhìn thấy. Ngay cả mấy vị nguyên thiền sư cũng không có cơ duyên được chiềm ngưỡng chỉ có thể suy đoán ra một loại địa thế này mà thôi trong tần lĩnh này lại có một con đường như vậy không nghi ngờ gì nữa chính là con đường đi tới hóa tiên trì cái này gọi là đăng tiên lộ điểm cuối chắc chắn là tới đó có đi qua dễ dàng không khương hoài nhân cất tiếng hỏi vẻ mặt trông đợi vô cùng có thể nói là cựu tử nhất sinh tương đương với việc đi qua cửa tử rất khó diệp phàm lại nói nơi này cũng không kém chút nào so với tuyệt đại tại Đồng Hoàng cả đâu. Điều này chẳng lẽ chỉ có thể trở mắt nhìn mà thôi sao? Phía trường rất có thể là hóa tiên trì. Từ thời thái cổ tới giờ, không biết có bao nhiêu tiên chân mảnh vụn chìm dầu trong đó rồi đấy. Đằng tiền địa, chỉ nghe tên thôi thì cũng có thể thấy được. Đây tuyệt đối là một con đường có thể là thay đổi cả đời người. Con đường phía trước là nơi rất đáng sợ. Nếu không, mọi người ai cũng leo đền được. Vậy thì cũng không gọi là tiền địa nữa rồi. Có thể thử một phen, hiện giờ nó tự động xuất hiện, hẳn là độ nguy hiểm đã giảm xuống tới mức thấp nhất rồi, có hy vọng không nhỏ đâu. Đằng tiền địa, ngày thường thì căn bản không xuất hiện, năm nào cũng ẩn trong hư vô, chỉ có người tu thành tiên nhán thì mới có thể nhìn thấy, nhưng cũng rất khó đi lên được. Cứ cách hơn vạn năm thì nó mới xuất hiện trên thế gian một lần, hóa thành hình thực, lúc này mới bị người ta bắt gặp, nắm được một chút dấu vết, có thể suy tính được vài thứ. Rốt cuộc thì Diệp Phàm đã biết được tại sao không ai có thể tìm được khóa tiên trì rồi. Một vạn năm mới xuất hiện, sau đó lại ẩn giấu vào trong hư vô. Căn bản không phải là thứ tồn tại trên trần gian, rất xứng với cái tên tiền địa. Gần giống như là từ một thế giới khác bên ngoài buông xuống. Đây cũng là một cơ duyên. Nếu không dưới tình huống bình thường, thì mặc dù ngẫu nhiên có thể dùng thiền nhãn, nắm giữ tụ tích của nó, cũng căn bản không đi vào được, là nơi cửu tử nhất sinh. Một khi nó tự động xuất hiện, sẽ bị suy yếu tới mức thấp nhất, không còn đáng sợ như vậy nữa. Nếu có thủ đoạn cao siêu thì vẫn có thể đi qua được. Cầm một kiện bình khí của thanh nhân viễn cổ mở đường, hẳn là có thể đi vào trong. Diệp Phạm cất tiếng nói. Ngoài ra không còn cách nào nữa sao? Bảng băng rất không cảm động. Ca ca, người nói lại cho thánh chủ, để người đi cùng, nhận định có thể lấy ra được một kiện thánh bình đến đây. Cơ tử nguyện chớp đôi mắt tỏ nói. Chúng ta đã sớm nói rõ ràng rồi, ở địa phương này chia đều cho tất cả mọi người, nếu mời các vị đại lão già trong gia tộc các người tới, chúng ta cũng đi mời các vị đại cường đạo đạo gia của chúng ta tới. Lý Hắc Thủy cũng cất tiếng nói, nếu như thật sự kinh động cư xa, vài tên tiểu cường đạo bọn họ khẳng định chỉ còn đường trốn đi mà thôi, nhưng sẽ mời già già bọn họ đến, cũng phải mang theo thồn tiền mà quán thì mới được. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.